Ngoài việc thay lọc xăng thì anh em vệ sinh kim phun nên cũng kiểm tra lại cái lưới này nha anh em. Lưới này cũng rất là quan trọng. Mình có gặp nhiều trường hợp là nó bị dính mấy cái hạt bụi ở đây. Còn đây là cái xúc bắp nạp xe này là bô xăng lửa giờ zin. Rất là dơ. Đáng lẽ xe này mình không có nhận nhưng mà chủ xe năn nỉ quá nên là mình nhận. Xe này hiện đang bị ra khói, bị hở bạc. Còn đây là sau khi mình vệ sinh cái xúc bắp nạp nhé anh em. Này bụi cát, tại vì do bô xăng lửa nên đi cái trụ nó thoáng, gặp là trụ điểu nữa cho nên là nó cát rồi nó vô rất là nhiều, nó bám. Còn đây là cái mình sẽ nội soi cái buồng đốt. Xe này dơ kinh khủng luôn, mình thấy toàn là cát mà xe này cũng bị xước nữa. Nhưng là xe này bị hở rồi nên là xe này đáng lẽ là mình không vệ sinh nhưng mà chủ xe quen quá nên mình nhận xe vệ sinh luôn. Còn đây là kết quả sau khi vệ sinh, chỉ được có 70% thôi. Xe này vệ sinh sạch xong là khói lại ra càng nhiều nữa nha anh em. Xe bô xăng lửa mà ra khói là mình từ chối nhận nha.